khi mà mình đo đường kính thì mình dùng cái thước kẹp như thế này nè, thì nó sẽ ra được cái kích thước chính xác nhất. Và khi mà mình đo thì phải chọn cái chỗ mà lớn nhất á, chứ còn đưa vô không đúng đường kính thì nó sẽ ra cái kích thước nó không có được chuẩn. Rồi như vậy thì ở đây mình sẽ ra được là màng này là khoảng 8.8 là vừa nè, 8.8 cm là vừa. Rồi bây giờ này sẽ có một số trường hợp là khách hàng sẽ đo như thế này, đo phủ lên đây đó. Mọi người mà có cái thước này thì mình đo như thế này là chuẩn luôn đó. Mình di chuyển cái chỗ nào mà nó to nhất là mình lấy cái thước đó. Còn nếu mà dùng cái thước học sinh mình đo thì nhiều khi nó mình đo và mình đọc kết quả nó không chính xác. Như vậy khi mà không chính xác thì nó có hai trường hợp. Một là kích thước nó sẽ nhỏ hơn đó, mình khi mà kích thước nó nhỏ hơn thì mình đặt vô trong này thì nó lọt vô trong này rồi, nhưng mà khi mình đại vô đây nè thì có thể là nó sẽ bị hụt. Nó bị hụt thì nó có thể là nó lọt xuống cái hũ luôn. Hai là nó sẽ vừa kích nhưng mà nó vẫn bị thiếu một chút xíu. Nó thiếu một chút xíu thì cái lúc đó cái mặt tiếp xúc này nó sẽ kém nè, thì có chỗ là nó dính, có chỗ nó không dính. Rồi trường hợp thứ hai là mình lấy kích thước mà mình phủ qua luôn thì ok, mình phủ được đối với lại cái màng một lớp. Nhưng mà màng hai lớp nè, màng hai lớp là nó cứng nè, khi mà mình để vô á thì nó sẽ bị cong quẹo lại như thế này nè đó, nó sẽ bị như vậy, nó làm cho cái miếng màng của mình á nó bị cong lại, nó bị đè lên nhau. Lúc mà mình vặn vô thì vô vẫn được, nhưng mà tới lúc mình dán á thì nó sẽ không có được đẹp, nó sẽ bị co nhúng ở mấy cái phần điểm tiếp xúc á. Như vậy thì tốt nhất là mọi người nên đo kích thước cho chính xác như hướng dẫn. Còn nếu như mà mình đo không được á thì có thể là mình đọc cái mã số của đáy hũ đối với nhựa duy tân, hoặc là gửi mẫu hũ lên bên em sẽ đo cho mình, gửi cái nắp hũ lên bên em sẽ đo cho mình.